niệm. Đề tài tình yêu thì chỉ có một, nhưng mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe anh Việt Anh mang số báo danh 010 kể về tình yêu của mình qua bài hát Em Về Tim Khôn. Quá nhẹ nhàng đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Là ôi ơi đừng quá run run, lỡ kia nắng hồng tàn mặt. Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lại.
Nhắc lại bởi vì là hãy bình chọn cho đầu to với số danh không người đúng không ạ?